Angelina Jolie tiết lộ cảm xúc sau phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực. Nữ diễn viên Angelina Jolie tiết lộ các xét nghiệm cho thấy khả năng cao cô bị ung thư vú do di truyền. Angelina Jolie nói: "Đã phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực sau khi các xét nghiệm cho thấy cô có nguy cơ cao mắc ung thư vú. Nữ diễn viên mất mẹ vì ung thư buồng trứng viết: "Khả năng mắc ung thư vú của tôi đã giảm từ 87% xuống dưới 5%." Tôi có thể nói với các con rằng chúng không cần phải lo sợ sẽ mất tôi vì ung thư vú. Ngôi sao Hollywood phẫu thuật vào tháng 2 năm 2013 và hoàn thành các lần tái khám tiếp theo vào tháng 4 năm 2013. Cô viết bài xã luận trên tờ The New York Times có tên Lựa chọn y tế của tôi. Tôi muốn viết điều này để nói với những phụ nữ khác rằng quyết định phẫu thuật cắt bỏ vú không hề dễ dàng. Jolie nói với tờ People vào hôm 14 tháng 2, nhưng đó là một trong những điều tôi rất vui vì mình đã thực hiện. Cơ hội bị ung thư vú của tôi đã giảm từ 87% xuống dưới 5%. Tôi có thể nói với các con tôi rằng chúng không cần phải lo sợ sẽ mất tôi vì căn bệnh ung thư vú. Angelina Jolie có 6 con chung với Brad Pitt cho biết năm diễn viên luôn ở bên cô vào thời điểm đó. Cô viết, tôi thật may mắn khi có một người bạn đời như Brad Pitt, người rất yêu thương và ủng hộ tôi. Vì vậy, với bất kỳ ai có vợ hoặc bạn gái đang trải qua giai đoạn này, hãy biết rằng bạn là một phần rất quan trọng của quá trình phẫu thuật. Brad Pitt đã ở bên cô trong từng phút của cả phẫu thuật và ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi đã tìm được những khoảnh khắc để cười cùng nhau. Chúng tôi biết đây là điều đúng đắn nên làm cho gia đình mình và nó sẽ mang chúng tôi lại gần nhau hơn. Jolie viết tiếp. Angelina Jolie có mẹ là nữ diễn viên, Marceline Bechan qua đời ở tuổi 56 vào năm 2007 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cô nhớ lại các xét nghiệm cho thấy bà có một gen bị lỗi. Các bác sĩ dự đoán Jolie có 87% nguy cơ ung thư vú và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng. Jolie mô tả chi tiết cả phẫu thuật và quy trình theo dõi sức khỏe của cô, bao gồm cả việc cấy ghép ngực và giờ đây các con của cô không thấy điều gì khiến chúng khó chịu. Chúng có thể nhìn thấy những vết sẹo nhỏ của tôi thôi, cô xác nhận. Mẹ của chúng cũng như mọi khi, chúng biết rằng tôi yêu bọn trẻ và sẽ làm bất cứ điều gì để ở bên các con. Tôi không cảm thấy mình kém nữ tính hơn chút nào. Tôi được trao quyền quyết định và đã đưa ra một lựa chọn mạnh mẽ mà không hề làm giảm đi sự nữ tính của mình. Tận mắt chứng kiến quyết định này, tôi thấy sự lựa chọn của Angie cũng như nhiều người khác như cô ấy là hoàn toàn anh hùng. Brad Pitt từng nói, tôi cảm ơn đội ngũ y tế đã quan tâm và chăm sóc cho cô ấy tất cả những gì tôi muốn là Angie có một cuộc sống lâu dài khỏe mạnh cùng tôi và các con của chúng tôi. Đây là một ngày hạnh phúc cho gia đình tôi. Tuy nhiên sau đó vào năm 2016, Brad Pitt và Angelina Jolie quyết định chia tay. Cả hai nổ ra cuộc chiến tranh chấp quyền nuôi con và tài sản.